Hello, xin chào mọi người. Tối hôm nay em đã trở lại. Hôm nay là ngày thứ 5 phong tỏa thành phố thì em vẫn ổn. Thì ngày hôm qua em cũng có gửi lên phần 1 các bác là 79 bảo vật quốc gia của Việt Nam. Thì hôm nay em tiếp tục gửi đến cho các bác phần 3, những bảo vật quốc gia để rồi các bác tiếp tục cùng tìm hiểu, cùng nghiên cứu và cùng nếu thích cái bảo vật nào thì đi sâu nghiên cứu, cũng như là sắp xếp một thời gian đến những địa điểm để được chiêm nghiệm tận mắt. Đó. Thì hiện tại đến bây giờ là ở Việt Nam mình có 79 bảo vật, thì cũng là được chia đều từ ba miền Bắc, Trung, Nam. Ở một địa phương nào cũng có một vài bảo vật để rồi cho những anh em được tham quan cũng như tự hào. Thì bữa tối ngày hôm nay em tiếp tục gửi đến cho các bác là các bảo vật, đó là tượng nữ thần Devi, là bằng đá sa thạch đó, thuộc thế kỷ thứ 10, cao tầm 40 thôi, rộng tầm 21 thôi, thuộc văn hóa Chăm Pha và được tìm thấy ở Quảng Nam. Đó. Một pho tượng rất là cổ, nặng khoảng 20 kg nha các bác. Đó thì một tượng bán thân nhìn rất là đẹp luôn, theo kiểu đây một nữ thần thuộc văn hóa Chăm Pha, nữ thần Ấn Độ. Đó thì cái pho này được tìm thấy ở Quảng Nam, thì không biết vì một lý do nào gì đó mà lưu lạc đến tận ở miền Nam, tức là Hồ Chí Minh. Thì cũng là đầu tiên thì cũng được một cái ông khảo cổ người Pháp tìm thấy, mang về Hà Nội rồi lưu lạc đến tận Hồ Chí Minh. Vùng đất Quảng Nam thì có rất nhiều những cái bảo vật quốc gia. Thứ nhất là tượng thần Devi này, lát nữa em sẽ giới thiệu thêm một tượng đồng. Tượng đồng Dương, Phật tổ Đồng Dương cũng rất nổi tiếng. Thì ở Quảng Nam nổi tiếng với những cái con người nói rất là cãi nhau, rất là nổi tiếng, và đặc biệt ở làng Hương Quế là cái tổ của cái sự cãi của người Quảng Nam. Đó thì cái bảo vật thứ hai em vừa nhắc tới đó là cái tượng Phật Đồng Dương. Đó, một phường phần cổ nhất, đẹp nhất đến tận bây giờ, quá đẹp luôn nha bác. Đó được tìm thấy cũng khá sớm, từ khoảng năm 1902, cách đây hơn 100 năm rồi, được nền văn hóa Chăm Pha. Tượng rất là cao nha bác, cao 1 mét mấy. Đó, đứng trên một cái bệ hoa sen rất là đẹp. Làm bằng đồng nguyên khối. Đó thì cũng là không biết vì lý do gì mà cũng lưu lạc từ Quảng Nam, Đà Nẵng vào đến tận thành phố Hồ Chí Minh và được giữ lại, và hiện tại thì đang nằm ở Bảo tàng Lịch sử Hồ Chí Minh. Thì bác nào có cơ hội có dịp ghé đến tham quan giao lưu. Ở nhà em thì cũng gần cái chỗ khai vật cái tượng đồng dương này, bởi vì nó cách chỗ nhà em tầm khoảng 10 cây thôi. Lúc trước cũng nghe rất là nổi tiếng. Bây giờ thì những cái di tích như các bác thấy trong hình này chỉ còn lại những cái nền gạch thôi. Đó, những cái tháp thì bị chiến tranh phá hoại cũng như thời gian phá hết rồi, giờ không còn như vậy nữa, chỉ còn những gạch nền và những tháp nhỏ xíu thôi. Và vùng đất này cũng rất là linh thiêng, bà con cô bác cũng như là dân nông dân ở đó thì cũng ít khi dám bén mảng đến khu vực này, bởi vì người ta có một lời đồn thổi là những cái vùng đất của người Chăm rất là linh, và rất là nhiều người lúc trước cũng đi gọi là rà phế liệu á, lượm được rất là nhiều vàng hời,
những con gà bằng vàng, những đáy chuối bằng vàng. Thế nhưng không biết, người ta đồn là cũng rất là bị ảnh hưởng về sức khỏe cũng như đời sống gia đình, rồi lượm được những cổ vật, những tượng vật nhỏ, cuối cùng rồi cũng mang đến bảo tàng Đà Nẵng để mà hiến tặng lại. Người ta sợ quá, người ta để trước cửa bảo tàng luôn, không dám mang về nhà. Thì đó là những câu chuyện được kể lại. Thì các bác thấy trong cái ảnh là cách đây một hơn 100 năm, lúc mà khai vật cái tháp Đồng Dương này, nổi tiếng toàn Đông Nam Á này các bác. Đó, vẫn còn những bức ảnh cũ để lại rất là quý giá. Thời gian đã màu mòn tất cả, những cái tháp này thì không còn nữa. Thì dọc từ quán từ Nha Trang ra đến Đà Nẵng thì thỉnh thoảng bác đi đường quốc lộ sẽ thấy được những cái tháp kiểu giống vậy. Đặc biệt là ở Phan Rang cũng còn rất là nhiều tháp. Một quần thể tháp nổi tiếng là tháp Chàm ở Phan Rang. Rồi ở hai bên Nha Trang cũng có tháp, cũng có cụm tháp. Rồi ở đi ngang qua Quảng Nam Đà Nẵng thì đi bắt cá có ngó qua bên phải đường quốc lộ thì cũng thấy tháp Chiên Đàn ở Quảng Nam vẫn còn giữ, vẫn còn sừng sững. Thế nhưng những bảo vật thì không còn, vì người ta cũng lấy hết, cũng như là về miền bảo tàng. Đi tiếp tới một đoạn nữa, bác gặp là tháp Mỹ Sơn, cũng là di tích được UNESCO công nhận là di tích văn hóa của thế giới. Đó. Thì Quảng Nam là cái nôi của văn hóa Champa, một nước Champa cổ. Sau này thì cũng hợp nhất với lãnh thổ nước Đại Việt. Thì bác nào am hiểu lịch sử thì chắc chắn sẽ nắm được những cái thông tin này. Đó, cái tượng Phật Đồng Dương thì các bác thấy quá đẹp luôn. Em đã được thấy trực tiếp rồi, nằm ở bên Bảo tàng Lịch sử Hồ Chí Minh. Khá là đẹp nha các bác. Đầy đủ những sắc thái những của Đức Phật, chứa đầy đủ 32 vẻ đẹp của người Phật Thích Ca. Mắt không nhắm mà nếu không nhắm hẳn mà mới nhìn thì hiện tướng thứ 29, đôi mắt đẹp như cánh hoa sen xanh. Đó, thì bác nào tìm hiểu được về đạo Phật thì có lẽ đã biết được những cái diện nổi tiếng của ngài, cũng như là mới thấy được cách đây ngàn năm rồi mà kỹ thuật tạo tượng là quá đỉnh cao luôn. Bây giờ cho tiền có nghĩa là nghề cũng không thể nào làm được như vậy, chắc khúc trắc luôn các bác luôn. Thứ nhất là nguyên liệu, thứ hai nữa nó thiếu một cái gì đó, không thể nào làm ra một tác phẩm mà có hồn như vậy được các bác. Và tiếp theo một cái bảo vật quốc gia cũng tìm thấy tại Quảng Nam, ở khu vực Đồng Dương, huyện Tân Bình, tỉnh Quảng Nam. Đó là pho tượng Quan Âm Tara rất là nổi tiếng, siêu đẹp luôn, làm chất liệu bằng đồng, thì cũng thuộc văn hóa Champa thôi đó bác. Thì năm 1902 thì các nhà khai quật người Pháp đã đến vùng cái Phật giáo Đồng Dương này một lần rồi. Đây thì đã phát hiện được bức tượng đồng và cũng như là hai cái bức cái bảo vật em đã giới thiệu lúc trước. Thì mãi đến mấy chục năm sau, 80 năm sau thì cái bức tượng này mới được phát hiện thêm một lần nữa. Cũng vô tình thôi. Thì mưa gió cũng như là thời gian đã làm lộ lên, làm ra đất nó bị xói mòn, nó lộ lên một bức tượng mới được phát hiện năm 1978 thôi, do mà ông lão chăn bò cũng đi vào khu vực này và phát hiện được. Đó, trước mặt các bác là bức tượng, những bức hình mà lúc khai quật là năm 1902, thời còn pháp thuộc. Các bác thấy chưa, thời đó các còn rất là hành tráng, còn đội mũ nón lá, trang phục mang đậm dấu ấn một thời kỳ lịch sử. Bây giờ những cái tháp này không còn nữa nha các bác. Và chiến tranh đã bị tàn phá rồi, chỉ còn lại những cái nền thôi.
Đó, thì và những người dân sống xung quanh đây vẫn còn giữ lại những bảo vật mà người ta không giao cho viện bảo tàng, bởi vì người ta còn giữ lại một chút giống như là thuộc cái sở hữu cá nhân, truyền từ già làng này đến già làng khác, và nhà nước cũng như bảo tàng cũng thông cảm, bởi vì những đời chủ tịch xã, phó chủ tịch xã sau không dám bàn giao, bởi vì đời những 4 năm đời cha ông trước đã không bàn giao thì đến đời con cháu cũng không bàn giao được, và nhà nước cũng để cho người ta giữ và chia tay những bảo vật ở Quảng Nam. Chúng ta tiến về miền Nam, nơi những 6 tỉnh miền đồng bằng sông Cửu Long, để tìm đến với những bảo vật thuộc dòng văn hóa ốc eo từ thế kỷ thứ 3, thứ 4 đó, sau công nguyên. Đó, đây thứ trước mặt các bác là tượng thần Vishnu, chắc là bằng đồng, cũng được người dân vô tình tìm thấy ở An Giang. Đó, khá đẹp nha các bác, tượng còn là lành lặn, đầy đủ. Thường những mẫu tượng Vishnu này thì bằng đá thì rất nhiều mà cũng bị gãy vỡ, riêng cái pho này bằng đồng, gọi là độc nhất vô nhị, vẫn giữ được hoàn hảo luôn. Đó, thì nơi thuộc văn hóa ốc eo thuộc Lai, nó bị làm ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo của Ấn Độ rồi đó. Thời xưa khi mà miền Nam còn giao lưu quyền thông nước rất nhiều, thì những dân chúng văn hóa ốc eo thì giao lưu văn hóa rất là dễ dàng với Ấn Độ, Thái Lan rồi, nên cái đời sống văn hóa cũng như là tâm linh phát triển rất mạnh mẽ. Thì lúc trước là An Giang rồi mấy tỉnh miền Tây, thì thời kỳ này thì chưa được sáp nhập với Đại Việt, thì cũng là gọi là một quốc gia độc lập, có một nền văn hóa riêng biệt, cá tính riêng. Hiện tại thì những cái thỉnh thoảng người dân cũng phát hiện được nhiều cái cổ vật thuộc dòng văn hóa eo này. Và giới nhân cái pho tượng Vishnu bằng đồng này thì là xuất sắc nhất, hoàn thiện nhất và đẹp nhất, thế nên được làm được bầu chọn là mà bảo vật quốc gia, và hiện tại đang trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. Em cũng được chứng kiến một lần rồi thì cũng khá là đẹp, rất hút hồn, rất là quyến rũ. Và tiếp theo một bảo vật cũng thuộc dòng dòng chảy văn hóa ốc eo, đó là pho tượng Phật bằng gỗ được mỹ lợi đó, thì nó rất là cao nha các bác, em đã được chứng kiến tận mắt rồi, cao đến 2 mét luôn á, rộng 50, thuộc dòng văn hóa ốc eo thì thế kỷ thứ tư, thứ bốn, thứ sáu sau công nguyên, thì tượng là bằng gỗ đúc nguyên khối rất là đẹp, và thời gian đã phá hủy nhiều chỗ, thế nhưng cái cốt cách cũng như là tinh thần tác phẩm được thời gian đã vẫn còn lưu giữ lại đó, như bác thấy khá to. Và rất là điều thú vị nữa là làm bằng chất liệu gỗ là gỗ mù u nha các bác. Gỗ mù u thì ở mấy tỉnh miền Tây thì không không biết lúc đó có thể là do đường xá xa xôi nên người ta sử dụng chất liệu gỗ cũng khá là lạ, nhưng nếu như miền Trung miền Bắc thì thường là gỗ cẩm, gỗ chắc đó, thì nó sẽ bền hơn. Gỗ mù u thì cái cây mù u thì nó rất hay u nè, thì cũng khá đẹp, và không biết là nó mà quả là mấy ngàn năm nó vẫn còn, thì chứng minh là gỗ này rất là tốt đó. Gỗ mù u thì cái trái nó ra dầu đó, nhớt nhớt, và hai cái những cái thân gai nó bị u nặng cũng khá đẹp luôn á, và sứ gỗ văng lên rất là đẹp. Mà cây này thì có nhiều bài hát cũng hát về cây mù u, cây mù u cũng rất là vui đó. Thì trải qua mấy ngàn năm thì mà vẫn còn giữ được thì quả thật là một điều rất quý cho dân tộc Việt Nam đó. Và pho tượng này cũng được nhiều nước trên thế giới mượn đi để triển lãm,
về để trưng bày cái nền văn hóa ốc eo khá nổi tiếng đó, được từng tìm thấy ở lời Mỹ ở Sa Đéc, nên người ta đặt tên luôn là lời Mỹ để cho dễ nhớ, cũng như là cảm ơn những người con của vùng đất Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp đã tìm thấy. Thì tìm thấy vào cũng khá sớm, cách đây năm 1937, thì thời cũng khá là lâu rồi, 80 năm, 90 năm mà. Và hiện tại tượng được trưng bày tại bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh nha các bác. Nếu bác nào có thời gian thì ghé xem để trực tiếp được chiêm ngưỡng. Đó, cao đến 2 mét luôn các bác, cao lắm. Ở ngoài đời thì mới thấy được cái vẻ mộc mạc cũng như là nét thời gian nó phá hủy kinh khủng như thế nào. Thế nhưng không biết một lý do gì đó mà trải qua hơn 1.000 năm mà pho tượng vẫn còn, chỉ vì một vết nhỏ, cái mặt bị một lỗ nhỏ ở giữa do vết đạn bắn xuyên qua. Từng năm những gió nước rồi nó làm gạo gỗ nó mài mòn một tí xíu, nhưng tổng thể nhìn từ xa thì các bác vẫn thấy được vẻ thần thái của tượng vật này toát ra. Các bác thử tưởng tượng xem cái gì mà để cái đồ dùng mình xài trong gia đình mình để mấy chục năm mình không làm gì, nó cũng nó sẽ biến đổi biến chất. Đó, này trải qua hơn 1.000 năm rồi, quả thật là tác phẩm này chắc lại có đất có linh hồn, bởi vì nó chứng kiến được bao sự đổi thay của cuộc đời, hấp thụ linh khí của đất trời. Đó, thì mình nghĩ là những pho này rất là linh thiêng. Không đến bây giờ mới biết là gỗ mu u mà nó bền bỉ cực kỳ vậy đó. Có lẽ là có một kỹ thuật nào người đó đặc biệt mới giữ gìn đến tận ngày bây giờ. Và tiếp theo trong cái quần thể văn hóa ốc eo thì người ta thì cũng có thêm một bảo vật nữa. Nó tượng thần, một bức tượng là làm bằng đá sa thạch, cũng được tìm thấy ở Sa Đéc, thì hiện tại cũng trưng bày tại Viện Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh. Đó, tượng thì rất tiếc là bị cột và mất chân. Đó, đây thuộc tượng thần thần Suzia gì đó. Đó thì cũng cao khoảng 90 cm, thì em cũng được chứng kiến rồi. Đó, thì cái văn hóa ốc eo thì người dân tìm thấy rất là nhiều. Thế nhưng cái ba bức tượng mà thứ nhất là Mỹ Lợi với lại Quan Âm Vishu với lại Surya này thì là nổi tiếng nhất. Và bây giờ các bác cùng đến với những cái bảo vật mà thuộc giá trị văn hóa hơn. Thứ nhất là tác phẩm Nhật ký trong tù do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác khi bị giam tại Trung Quốc năm 1942-43 gì đó. Đó, đây là bản thảo viết thơ, viết về chữ Hán, viết bằng tay, thì từ năm 1942 đến 1943 vào năm ngồi trong tù, thì chủ tịch lúc đó nghĩa tên là Nghĩa Quốc thì cũng sáng tác những bản thơ rất là nổi tiếng, thân thể ở trong lao, tinh thần ở ngoài lao, gì gì đó em quên mất rồi, thì có thể nhiều bác sẽ rành hơn em. Cái bảo vật thứ hai tức là cái lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống Pháp, đó là viết bằng tay nha các bác, đó viết năm 1946. Thì nó này nó bởi vì nó liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh nên được xếp vào bảo vật. Và tiếp theo nữa là cái lời kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước chiến đấu, được phát được đọc trên đài phát thanh truyền hình đài phát thanh của Việt Nam năm 1966, phát động đấu tranh toàn dân. Đó, cái này thì là mang cái dấu ấn
sử, dấu ấn cá nhân, một thời kỳ đấu tranh hào hùng của dân tộc. Đó, các bạn viết tay người ta, Bác Hồ sự tới sự lui để rồi ra những lời văn chỉnh chung để gửi đến đồng bào cả nước. Này cũng có một bảo vật làm khá thú vị, đó là cái sổ trực ban. Chỉ là cuốn sổ lời ghi là làm cái gì, giống như cái thời khóa biểu của các bác khi làm công thời kỳ bảo cấp á. Bây giờ thì lịch nó phân công sẵn lên máy tính rồi, nhưng trước đây làm gì có máy tính, chỉ ghi tờ giấy để rồi mà phân công nhiệm vụ từng ngày như thế nào. Và tiếp theo cái bảo vật mà cũng rất là thú vị, mà em ở Sài Gòn mà em đi làm đi ra là em thấy hoài, tức là những chiếc xe tăng đang lưu tổng tại bảo tàng tăng thiết giáp này. Em đi làm em thấy nè, rất là đẹp, mà lúc trước giờ đi ngang qua lại mà không biết nó là bảo vật luôn các bác, chỉ tưởng là nè, chân cho đẹp, chân để người dân tham quan thôi. Đó, có số hiệu những chiếc xe tăng này là những cái phước phim ngày 30/4/1975, các bác thấy chiếc xe tăng nào dạo Dinh Độc Lập đó, làm cánh cửa bị ngã xong chạy vô là chiếc xe tăng này đó. Đó, hai chiếc xe tăng này là tiến vào Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4. Đó, các bác xem tư liệu lịch sử nhiều thì thấy hình ảnh rất quen thuộc luôn các bác. Cái xe tăng này tông cái cửa xong chạy vô, xong rồi một chiến sĩ cầm cờ chạy trước rồi vẫy vẫy leo treo lên tòa nhà treo cờ lên đó. Thì có đọc thông khảo thì em mới biết được cái lai lịch của nhà cái chiếc xe tăng này. Và thêm một bảo vật cũng là máy bay, thì clip 1 em đã có giới thiệu một chiếc máy bay cũng được bảo vật quốc gia, thì chiếc này cũng cũng là bảo vật quốc gia, chắc là nó có công rất là lớn trong một chuyến dịch gì đó nên được giữ gìn và phong tặng. Thì em thông tin còn thiếu sót, em chưa tìm hiểu được, hẹn các bác một ngày nào đó. Và trước mắt các bác đây là một cái khẩu pháo rất huyền thoại của chiến dịch Điện Biên Phủ trên không, năm 1954, và đang lưu giữ tại Bảo tàng Phòng không Không quân. Đơn giản mà chiến đấu bắn rơi biết không biết bao nhiêu máy bay kẻ địch, đồng quân Pháp run sợ luôn, tướng Đề Cát và xin hàng. Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không được đánh giá với trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng của Trần Hưng Đạo, được đánh giá là hai trận đánh mà vang danh toàn cầu, không có thua gì những trận chiến khác và được thế giới đánh giá rất cao. Đây là cái bộ cửu vị thần công được đặt ở kinh thành Huế. Thì bác nào đi tham quan Huế, đến Huế thì sẽ thấy được cái này rất là nổi tiếng, rất là quen thuộc từ thời kỳ còn phong kiến, còn nhà vua đó. Lúc trước mua những khẩu thuốc thúc thần công thì cũng khá mất tiền đó. Khá đẹp nha bác, láng bóng luôn. Bây giờ nhiều bác cũng thích chơi sưu tầm những khẩu súng thần công bằng gỗ nhỏ, bằng bộ đồng nhỏ cũng rất là đẹp. Và cái bảo vật tiếp theo đó là cái những cái đền thờ được tìm thấy trong khu di sản văn hóa Tháp Chàm Mỹ Sơn. Đó, đây cái đền thờ của văn hóa Chăm rất là lớn nha các bác, vẫn còn nguyên vẹn trong trận thời kỳ rất là lâu mà đinh điêu khắc rất tinh xảo, giống như các bạn đền thờ Trại Kiệu này cũng là bằng gỗ được điêu khắc rất tỉ mỉ. Này cái này cũng gần nhà em nè, này cũng phát hiện một cách vô tình, hình như phát hiện chỗ tháp ở Chiên Đàn đó, đó được mang về bảo tàng để gìn giữ. Chứ nếu mà để ngồi đời thì không biết nó đi phiêu dạt đến phương trời nào. Cái bảo vật nữa đó là cái phường Phật A Di Đà thời Lý luôn nha bác, đang ở tỉnh Bắc Ninh á. Bác nào ở Bắc Ninh thì ghé đến thăm, bác nào ở miền Bắc thì chắc lẽ là quá khá quen thuộc với tượng này rồi. Đời tượng Phật nghìn mắt nghìn tay của thời Lê Trung Hưng, chùa Bút Tháp
huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đó, Bắc Ninh, Hà Nội, rồi những cái nôi của nền Phật giáo lúc trước là những vùng đất này long mạch rất là tốt nghe bác, Thanh Hóa, Bắc Ninh, rồi Lạng Sơn, Quảng Ngãi đó, những vùng đất long mạch rất là tốt. Các bác nào tìm đọc cuốn chiều dài lịch sử gì đó, nó nhiều vùng đất của Việt Nam bắt luôn là vùng lên mạch tốt đó, đặc biệt là Quảng Ngãi. Quảng Ngãi sản sinh ra rất nhiều vị tỷ phú. Thứ hai là Thanh Hóa, rất nhiều vị anh hùng dân tộc. Thứ ba là vùng Bắc Ninh. Rồi đó thì em chia sẻ một chút. Và cái bảo vật cuối cùng trong clip ngày hôm nay em xin giới thiệu đến mọi người, đó là cái bộ mà bộ để thắp hương, người ta gọi là bộ cửu đỉnh á, Hồi Nguyễn, đang nằm ở Huế, thì làm bằng đồng khá là đẹp các bác, chín bộ luôn. Chiến tranh xảy ra, thời cuộc thay đổi và còn giữ được không bị ăn trộm thì cũng quả là hy hữu. Thì cái clip hôm nay cũng khá dài rồi, thì em hẹn các bác ngày mai một clip mới để đầy đủ 79 cái bảo vật được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia của Việt Nam, đáng tự hào đúng không bác? Các bác nào mà có dịp chiêm ngưỡng được hết 79 cái bảo vật này thì quả thật là không uổng phí cả một đời người được đi đây đi đó, đi khắp mọi miền tổ quốc từ Bắc Trung Nam, rồi chiêm ngưỡng toàn bộ được 79 cổ vật thì quả thật là đáng hơn nghe. Và em chúc các bác có một giấc ngủ thật ngon, ngày mai giữ gìn sức khỏe, hy vọng Sài Gòn sớm ổn định lại, nhưng rồi em tiếp tục hàng đêm giao lưu với cho các bác, gửi đến cho các bác những món đồ thật là độc, thật lạ, giá cực kỳ hợp lý, yêu thương. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.